Chào mừng quý vị đến với chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị và các bạn, trong các số chuyên đề trước đây, chúng tôi đã đề cập một phần đến chuyện lệch pha cung cầu phân khúc căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, những rủi ro xảy ra cho thị trường. Và trong chuyên đề lần này, chúng tôi tiếp tục với chủ đề này dưới một góc độ khác. Mặc dù được cảnh báo, lệch pha cung cầu vẫn đang là vấn đề nóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nguyên nhân vì sao, giải pháp nào cho vấn đề này? Ngay sau đây sẽ là thông tin đầu tiên. Kính mời quý vị theo dõi. Rõ ràng chúng tôi nhận thấy là có một cái sự lệch pha trong cái mức thu, cái khả năng chi trả, cái mức thu nhập cũng giống như là trong cái nguồn cung về tỷ lệ thôi. Về tỷ lệ chứ chưa nói về con số cụ thể. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là đối với phân khúc căn hộ cao cấp và hạng sang thì cái nguồn tiền mà người đi mua nhà để bỏ ra để mua nhà thì không nhất thiết là đến từ cái nguồn thu nhập chính thống của họ. Thế ra nếu chỉ dựa vào nguồn thu nhập chính thống để nói rằng là chúng ta không có khả năng mua nhà cao cấp, đặc biệt đối với thị trường Việt Nam, thì e rằng là nó cũng hơi bị phiến diện. Thị trường nó là bình thường, nhưng mà hiện nay có một số vấn đề khác thường là do cái nguồn cung chúng ta đang thấy nó nhiều quá. Đồng thời cái nguồn cung nó bị lệch cung cầu luôn, nó mất cân đối. Mất cân đối ở hai cái vấn đề. Thứ nhất là hiện nay chúng ta thấy nhà căn hộ đưa ra cái sản phẩm mà cao cấp rất là nhiều, và đa số dao động khoảng là 30 triệu đồng một mét vuông. Còn căn hộ mà 15 triệu đồng một mét vuông là gần như rất hiếm trên thị trường. Trong khi đây là cái nhu cầu thật, cái nhu cầu cần nhiều hơn mà không có. Cái thứ hai là cái người mua những căn hộ mà cao cấp đó, trung cấp đó, thì hơn phân nửa là mua để đầu tư chứ không phải mua để ở. Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì tôi nhận thấy rằng có sự lệch pha rất rõ ràng mà từ nhiều năm nay rồi. Thứ nhất là đứng từ cái góc độ của cái người tiêu dùng á, thì có một sự lệch pha giữa cái nhu cầu của họ sử dụng với lại cái khả năng của họ. Thì đối với những cái khu mà cái mức có cái phân khúc là từ 1 tỷ trở xuống á, thì cái lượng cầu rất là cao, cái nhu cầu của họ rất là cao, nhưng mà việc đáp ứng cho những cái nhu cầu đó thì nó cũng còn là rất là khó khăn. Nếu đứng vào bình diện thu nhập trung bình chung của người dân Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn là phải có sự lệch pha ở đây. Thế nhưng mà trên thị trường thì chúng ta thấy rằng là một số căn hộ cao cấp và hạng sang vẫn có người mua. Vậy thì có thể là có sự lệch pha, nhưng cái sự lệch pha nó chưa phải là gây nên một cái tiếng chuông báo động. Cái này á là từ cuối 2015 là đã xảy ra lệch pha rồi. Và hiện nay cái lệch pha đó nó kéo dài hiện nay. Và chúng ta hiện nay đi trên tất cả các con đường, chúng ta đều thấy rằng là tất cả các dự án tung ra đều quảng cáo là cao cấp. Chúng tôi chưa thấy có sự chênh lệch giữa cung và cầu, nhu cầu cũng đang gia tăng theo tỷ lệ thuận với số lượng các nguồn cung mới đang thâm nhập thị trường. Hiện nay có thể thấy rất nhiều bài nhận định về cung cầu trên thị trường cho rằng có quá nhiều dự án phát triển nguồn cung mới, nhưng ý kiến chung từ các chủ đầu tư mà chúng tôi đã từng làm việc đó là mặc dù ngày càng có nhiều nguồn cung thâm nhập vào thị trường, chất lượng và doanh số vẫn luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều bài nhận định cho rằng thị trường hiện đang vượt cung, nhưng chúng tôi lại an tâm khi chứng kiến doanh số bán hàng cao ghi nhận được ở tất cả các phân khúc, từ phân khúc bình dân cho đến trung cấp và cao cấp. Như vậy có thể thấy hiện có rất nhiều quan điểm liên quan đến câu chuyện lệch pha cung cầu. Xét dưới mọi góc độ thì quan điểm nào cũng có lý của nó. Tuy nhiên, điều nhìn rõ nhất là hiện nay chưa có con số thống kê cụ thể của các cơ quan chức năng về tổng nguồn cung hay tổng nguồn cầu của phân khúc căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và lý do nào dù luôn có cảnh báo chênh lệch cung cầu nhưng vẫn xảy ra, nhất là vào giai đoạn thị trường hồi phục và ấm trở lại. Nhìn lại báo cáo gần nhất là quý 2, đơn cử của CBRE Việt Nam thì chủ yếu vẫn là nguồn cung và thanh khoản. Nguồn căn hộ để bán tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh, tổng cộng có 10.107 căn hộ mới, tăng 20% so với quý trước nhưng giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc cao cấp và trung cấp vẫn chiếm phần lớn, tỷ lệ tiêu thụ đạt 16%. Còn theo Savi Việt Nam thì 19 dự án mới và giai đoạn 2 của một dự án hiện hữu mở bán đã cung cấp hơn 8.700 căn hộ. Tổng nguồn cung sơ cấp đạt hơn 40.000 căn, lượng căn hộ hấp thụ được là 6.900 căn. Một số chuyên gia bất động sản cho biết, nếu nhìn xuyên suốt quá trình phát triển của thị trường đến nay, lệch pha cung cầu của thị trường căn hộ luôn có.
Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam phân tích, nếu nhìn phân chia nguồn cung trên thị trường hiện tại thì căn hộ bình dân chiếm 30%, trung cấp chiếm 30%, cộng lại thì 60% thị trường hiện tại đang có là bình dân và trung cấp. Nhưng nếu nhìn vào mặt bằng thu nhập thì rõ ràng hơn 80% thu nhập của người dân thấp hơn mức giá căn hộ trung cấp, rõ ràng là thiếu nguồn cung do đại bộ phận nhu cầu của người dân. Thực ra thì muốn đưa ra một cái thống kê cụ thể thì chúng tôi cần phải có một cái tháp. Thứ nhất là cái tháp biểu đồ thu nhập trung bình của người dân, cũng như là cái khả năng sẵn lòng chi trả của người dân. Rồi dựa vào đó chúng tôi mới xác định, như tôi có nói lúc nãy, là theo một cái nhận xét chung thì chúng tôi không nghĩ rằng là 40% thu nhập của người dân tại Việt Nam nói chung hay là tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là nằm ở cái phân khúc cao cấp. Chúng tôi không nghĩ như thế, chúng tôi nghĩ con số nó ít hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà đưa ra một con số thống kê cụ thể thì nó cũng rất là khó. Nhận định về việc tại sao vẫn có lệch pha, một số chuyên gia bất động sản cho rằng đây là một quy luật, một xu hướng chung của thị trường. Khi thị trường bất động sản ấm lên, các nhà đầu tư bất động sản có xu hướng đầu tư nhiều vào phân khúc trung cao cấp. Ngay cả khi nhìn vào mức giá chào bán của cao cấp sẽ thấy một khoảng rất rộng ở mức 1.800 đến 3.000 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, thậm chí lên mức 3.500 đô la Mỹ trên 1 mét vuông. Khoảng rộng như thế có nghĩa là các nhà đầu tư phát triển căn hộ cao cấp có rất nhiều chỗ để lên kế hoạch điều chỉnh mức giá. Khi thấy thị trường ấm lên một chút, giá sẽ cao hơn, lên đến 2.000 hoặc hơn. Hoặc nếu không bán được thì giá sẽ điều chỉnh, tất nhiên vẫn nằm trong khoảng cố định. Phân khúc trung cấp bình dân, khoảng cách giá vừa phải và không có nhiều chỗ để điều chỉnh. Và biên độ lợi nhuận vẫn là mấu chốt của vấn đề lệch pha này. Lợi nhuận phân khúc này không nhiều, nhưng mà ngược lại nó phát triển bền vững. Hiện nay là khi người ta đầu tư cái căn hộ cao cấp, người ta nghĩ rằng bán lại sẽ có lợi nhuận. Và mọi người rất kỳ vọng vào cái TPP làm cho nó hưng phấn một thời trong quá thứ cách đây một năm, làm cho thị trường bất động sản cao cấp là tăng rất là nhanh. Nhưng mà hiện nay TPP nó còn ở đâu rất là xa vời. Và cái chuyện xa vời đó, người ta có đầu tư vô nhiều hay không, người ta có nhu cầu nhiều hay không đối với căn hộ cho thuê này. Nếu chúng ta đặt địa vị của chúng ta vào khía cạnh chủ và chủ đầu tư thì rõ ràng chúng ta cũng muốn là chúng ta có một cái biên độ lợi nhuận cao hơn. Và đặc biệt là họ thấy là họ các cái dự án khác vẫn bán được thì vì sao chúng ta lại không bán được? Thế thành ra là họ vẫn sẽ chạy theo những cái đó cho đến chừng nào họ cảm thấy rằng là cái tốc độ bán không như họ kỳ vọng thì lúc đấy họ mới có những cái điều chỉnh. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2016, căn hộ trung cao cấp tăng đến 16%, trong khi căn hộ bình dân giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định thị trường căn hộ đang có dấu hiệu lệch pha sang phân khúc cao cấp. Đúng như vậy, thường thì bất động sản cũng như một số ngành nghề khác gọi là có cái giá trị cao thì thường cái biên độ lợi nhuận bình quân thì là ở cái mức là 10%. Tuy nhiên bởi vì là do cái sự cảm nhận thôi, cảm nghĩ của những nhà đầu tư thôi. Họ nghĩ rằng là dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một cái mức sống khá cao và nơi tập trung của rất nhiều cái thương nhân nước ngoài cũng như là những cái nhu cầu về vấn đề kinh doanh và tìm hiểu những cái chiến lược đầu tư lâu dài ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên họ đã vô tình là nâng cái giá lên rất cao. Bản thân cái nhà cao cấp đã cao rồi, còn cái biên độ lợi nhuận có thể lên tới, có khi là cũng có những cái chủ đầu tư cũng khá mạo hiểm đưa cái mức lên tới có thể là trên dưới 30%. Và bởi vì là họ cũng có thể chia cái phần lợi nhuận đó cho những cái trung gian, có những cái môi giới. Tuy nhiên ở cái đối với cái người mua thì cái đó là một sự chênh lệch nó quá lớn, quá sức của họ. Cho nên là cái này cũng có thể dẫn đến một cái lượng là cầu là cầu ảo mà cung là cung thừa thật. Riêng đối với phân khúc căn hộ bình dân, theo thống kê sơ bộ của VITV, toàn thành phố có khoảng 20 dự án nằm trong khoảng giá trên dưới 15 triệu đồng trên một mét vuông. Chủ yếu đã được bán hết và chủ đầu tư đang xây dựng để bàn giao nhà. Điều này có nghĩa là nguồn cung mới gần như không có, nếu muốn mua thì chủ yếu là mua lại. Và số lượng căn hộ mà chủ đầu tư còn 10 đến 20%, phần lớn là căn hộ có diện tích hơi lớn nên tổng giá trị căn hộ sẽ khá cao. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần phải có sự điều tiết chặt chẽ của nhà nước, còn các công ty tư vấn lại cho rằng tất cả nên do thị trường điều tiết. Đơn cử như một số dự án cao cấp có vị trí đẹp, chủ đầu tư uy tín thì thanh khoản vẫn cao, có nghĩa là cung và cầu vẫn gặp nhau. Làm cách nào để cung cầu trên thị trường không bị lệch pha vẫn còn một câu hỏi lớn mà thị trường lúc này cần những giải pháp tổng thể, không chỉ từ đơn vị chủ quản là Bộ Xây dựng mà còn từ chính các chủ đầu tư và người quyết định cuối cùng là khách hàng.
Khi lượng căn hộ cao cấp liên tục tăng, khi nguồn cung căn hộ bình dân, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội lại giảm mạnh, một số chuyên gia cho rằng để tránh lặp lại tình trạng lệch pha thì cần có giải pháp khơi thông sức cầu căn hộ cao cấp, kèm theo đó là giải pháp hỗ trợ nhà ở bình dân, nhà ở xã hội. Theo như chúng tôi thấy thì cơ cấu sản phẩm là đã phải được các nhà đầu tư họ chốt ngay khi họ bắt đầu duyệt các phương án thiết kế và duyệt cái phương án kinh doanh sản phẩm rồi. Vì rất ít trường hợp là sau khi mà anh bán ra hay là anh làm thiết kế xong mà anh điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm hay cơ cấu các cái loại căn hộ. Vì làm như thế nó sẽ gây nên một cái sự tốn kém rất là nhiều. Thế nhưng mà thành ra ở đây vấn đề đặt ra là thứ nhất là trước khi anh hoàn thành cái bản thiết kế và trước khi anh đưa lên một cái phương án kinh doanh thì anh phải rất là chắc chắn về cái cơ cấu sản phẩm của mình, sao cho nó thứ nhất là nó phù hợp với khả năng chi trả trên thị trường. Đây cũng là một cái lý do mà vì sao tại thời điểm này thì diện tích một cái căn hộ 2 phòng ngủ nó chỉ ở cái mức khoảng tầm 70 đến 90 mét vuông thôi, so với trước đây là có những cái dự án mà lên tới 100-110 mét vuông một cái căn hộ 2 phòng ngủ. Cái việc lệch pha cung cầu này để cân đối thì chúng tôi nghĩ phải có 3 chủ thể giải quyết. Thứ nhất, chủ đầu tư phải cân đối nghiên cứu kỹ thị trường, cái nơi mình chuẩn bị ra hàng là cái nhu cầu như thế nào, dự án nào nhiều hay ít để mà mình tự tính toán chiến lược kinh doanh. Cái thứ hai, người mua phải bình tĩnh sáng suốt, không phải đầu tư bất động sản lúc nào cũng lời. Chúng ta đã từng thấy cái câu chuyện của quá khứ rồi, thì đây là vấn đề của người mua, phải nghiên cứu tìm hiểu thật kỹ, đừng quá vội vàng. Cái thứ ba là vấn đề là gì, thông báo những dự báo của cơ quan nhà nước, thông báo chính thức để cho người dân hiểu, các chủ đầu tư hiểu để mà điều chỉnh cái thị trường, để làm sao cho thị trường nó phát triển bền vững. Như các bạn biết, thị trường bất động sản trên khắp thế giới luôn luôn là một cuộc chơi của biến động cung cầu. Hiện tại, thị trường bất động sản ở Việt Nam khá năng động và chúng tôi nhận thấy không chỉ có các chủ đầu tư trong nước mà còn cả những chủ đầu tư đến từ nước ngoài cũng tham gia vào cuộc đua. Tuy nhiên, nếu lượng người mua giảm dần, số lượng chủ đầu tư cũng như dự án mới sẽ giảm dần theo. Ý tôi là cung cầu sẽ thay đổi theo tỷ lệ thuận, sẽ không có một giải pháp thần kỳ nào ngoại trừ dựa theo tình hình diễn biến của thị trường ngoài kia. Điều mà chúng tôi luôn luôn khuyên các đối tác cũng như những chủ đầu tư rằng hãy luôn dựa trên các tiêu chí cốt lõi, đó là địa thế tốt. Thiết kế của dự án phải đảm bảo phù hợp với thị hiếu của thị trường nội địa và rõ ràng là quản giá cũng phải ở mức cạnh tranh để có thể thu hút được nhiều người mua. Trước đây thì chúng ta đã có một cái hệ thống quy hoạch chuẩn rồi. Bây giờ thì theo thời cuộc là phải hội nhập thì chúng ta phải điều chỉnh lại. Cho nên cái đầu tiên mình phải theo là không thể để cho thị trường tự điều tiết mà nhà nước phải can thiệp bằng cách là một là phải quy hoạch lại tất cả các khu. Trước đây thì chúng ta theo kiểu là chấp vá, vá víu, rồi là theo kiểu tự phát. Khi hình thành một cái khu thì để một cái khu thôi. Là thí dụ như riêng một cái khu quận 2 như thế nào, riêng khu quận 7 như thế nào, thì ở cái quận đó là tự bản thân quy hoạch. Bây giờ nó phải gắn liền với toàn bộ thành phố và kể cả những cái tỉnh xung quanh lân cận nữa. Ba chủ thể đó phải được điều chỉnh ngay từ bây giờ để đảm bảo là không lệch pha cung cầu nữa và thị trường tốt hơn. Nếu cái chuyện này mà chúng ta không điều chỉnh thì xảy ra trường hợp mà lệch pha cung cầu quá nhiều một ngày nào đó, thị trường bất động sản đi vào đổ vỡ nữa. Thì cái chuyện này là ảnh hưởng tất cả các nền kinh tế, hệ thống ngân hàng, công ty xây dựng hay là tất cả những người dân mà từng dính vào cái câu chuyện quá khứ thì đừng bao giờ để nó xảy ra nữa, làm cho ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Và hiện nay thị trường bất động sản là một cái thị trường mà ảnh hưởng tất cả các nền kinh tế khác, đó là cái đầu tàu để kéo cái nền kinh tế. Nếu như nó đổ vỡ là gần như kinh tế rất khó phát triển. Mới đây nhất, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị nới rộng điều kiện mua nhà ở xã hội. Cụ thể, thời hạn gửi tiết kiệm đủ 12 tháng, có thể thực hiện trước hoặc sau khi ký hợp đồng thuê, mua nhà ở xã hội. Người gửi được hưởng mức lãi suất bình thường theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với khoản tiết kiệm trên 12 tháng, thay vì mức lãi suất do Ngân hàng Chính sách Xã hội đề xuất. Bắt đầu vào giữa năm 2017 trở đi, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một vài những cái biến động trên thị trường khiến người mua có thể sẽ phải chững lại một chút. Thứ nhất, cái biến động thứ nhất đó là một loạt các cái dự án sẽ được bàn giao. Các dự án cao cấp sẽ được bàn giao vào giữa năm 2017. Ví dụ như là dự Estella hay là một vài dự án Mastery sẽ giao toàn bộ, hay Vinhome Central Park thì đã bắt đầu giao rồi. Và Vinhome Central Park với 7.000 đến 10.000 căn mà họ giao túc tắc từ đây đến hết năm 2017 thì nó sẽ rất nhiều căn được mang ra thị trường. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái thị trường cho thuê. Và những cái nhà đầu tư để cho thuê bắt đầu sẽ cảm nhận rằng cái sự khó khăn như thế nào khi mà họ sở hữu một cái căn hộ để cho thuê. Và do đó chúng tôi nghĩ rằng bắt đầu từ giữa năm 2017 trở đi, người ta sẽ thực tế người ta thấy là
thị trường như thế nào thì lúc đấy họ sẽ phải điều chỉnh. Cũng trên quan điểm này, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam kiến nghị cần sớm ban hành các quy định liên quan đến việc soát xét thủ tục trước khi bán đối với nhà ở hình thành trong tương lai. Bộ Xây dựng cần phối hợp với các sở xây dựng địa phương trong hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin dữ liệu thị trường bất động sản hàng tháng để cung cấp dữ liệu chính xác cho thị trường. Bên cạnh các giải pháp để thúc đẩy sức cầu, thì một trong những giải pháp để hạn chế lệch pha cung cầu trên thị trường, theo các chuyên gia là đẩy mạnh phát triển nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội. Những ý kiến trên đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Và để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề tuần sau.